video nhé. Chuối chín thì là không bán được thì cũng phải chặt hạ xuống gốc để mình đón cây con của ăn của năm thứ hai. Từ Tết đến nay đến nhà tôi thì vứt đi hơn 1.000 buồng rồi. Tôi tổng thể khoảng 6 mẫu chuối. So với giá hàng năm thì năm ngoái là được khoảng tầm từ 9 đến 10 nghìn. Nhưng năm nay nó chỉ còn 3 nghìn và 3 nghìn rưỡi. Thỉnh thoảng mới cân được một chuyến, còn đâu chín đầy trong đồng. Nó thiệt hại nó lớn, đôi trăm triệu. Hiện nay chúng ta đang phải chống chọi với cái Covid-19. Cái nguồn hàng của ở Đại Tập cơ bản là nguồn hàng đi sang phía Trung Quốc. Địa phương thì hiện nay tập trung vào mấy cái giải pháp. Một là tổ chức cái vốn vay cho nhân dân kết hợp với một số công ty phân là hỗ trợ bà con phải mua trả chậm, lãi suất thấp